Phản ứng của con gái Khánh Thi khi mẹ thông báo có em, nữ sinh lớp 11 đưa lịch sử vào rap Việt, Lâm Chí Dĩnh trở lại đường đua sau tai nạn. Hôm 28 tháng 5, Khánh Thi Phan Hiện đăng đoạn video ngắn ghi lại phản ứng của con gái khi biết tin sắp có em. Khi được bà hỏi nếu mẹ sắp có em thì Anna có vui không, nhóc tì nhà Khánh Thi liền lắc đầu và có chút tủi thân. Con lớn rồi, ba mẹ không thương con nữa. Phan Hiển liền vỗ về con gái. Khi có em bé, ba mẹ vẫn thương Anna, đến khi em ra đời. Con cho em uống sữa được không? Anna vui vẻ trở lại nói, cho em uống bằng cái bình của con luôn. Có thể thấy còn nhỏ nhưng con gái Khánh Thi Phan Hiển là cô bé hiểu chuyện, sống tình cảm. Khán giả bày tỏ ngưỡng mộ cách dạy con của hai người. Đoạn video trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận chúc Anna chuẩn bị có thêm em, có thêm bạn, lúc đấy lại vui quá. Bé ngoan quá, ngưỡng mộ cách dạy con của anh chị. Rap Việt mùa 3 trở lại vào tối ngày 27 tháng 5, một trong những cái tên tâm điểm là huấn luyện viên Thái VG, người được xem là anh cả trong giới rap. Cùng với đó, những cái tên huấn luyện viên được mong đợi là B-Ray, Big Daddy, Andre Ryan và ba giám khảo Suboy, Justati và Karik. Tập 1 kết thúc, Thái VG mang về hai thí sinh là Voltok, Cadmium. Big Daddy nhận về hai thí sinh là Pháp Kiều và Gừng Không Cay. B-Ray sở hữu một chiến binh là Captain, còn team Andre Ryan vẫn chưa kết nạp thành viên nào. Mang trang phục áo dài lên sân khấu rap Việt và chọn rap về lịch sử, phần trình diễn của nữ sinh lớp 11 Cadmium đã đốt cháy sân khấu, nhận được sự lựa chọn từ 4 huấn luyện viên và điểm 100 tuyệt đối từ khán giả. Nhóm Alternative Group cá hồi hoang làm tour xuyên Việt, chúng ta đều muốn một tour từ tháng 6 đến tháng 7 ở 9 thành phố. Chương trình là tour đi qua nhiều thành phố nhất của cá hồi hoang, được thực hiện sau khi ban nhạc ra mắt album Phòng Thu Chúng Ta Đều Muốn Một Thứ, phát hành vào ngày 24 tháng 3. Nhóm chọn Biên Hòa, Đồng Nai là nơi bắt đầu tour diễn vào tối ngày 3 tháng 6, do gần thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều fan trẻ. Chuỗi chương trình tiếp tục ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột. Cuối chặng lưu diễn, nhóm hát tại sân khấu Lan Anh ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 1 tháng 7. Sáng ngày 28 tháng 5 giờ Hà Nội, lễ bế mạc liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra tại Pháp. Trần Anh Hùng thắng giải đạo diễn xuất sắc với bộ phim The Passion of Jordan Belfort. Bộ phim từng được trình chiếu chính tại sự kiện và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút. Đạo diễn Trần Anh Hùng vui mừng trong khoảnh khắc nhận giải thưởng quan trọng của sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp và gia đình. Đạo diễn người Việt Phạm Thiên Ân được trao giải Camera d'Or cho tác phẩm Bên Trong Vỏ Kén Vàng. Trên sân khấu, đạo diễn người Việt chia sẻ, tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Cảm ơn vợ, người luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi từ khi bắt đầu hành trình làm phim. The Passion of Jordan Belfort của Trần Anh Hùng dựa theo nhân vật và cảm hứng về ẩm thực từ cuốn sách của nhà văn chuyên về ẩm thực Marvel Roof. Lấy bối cảnh năm 1885, thời điểm nền ẩm thực Pháp lên ngôi, chuyện phim xoay quanh đầu bếp Eugene và vị khách sành ăn Jordan Belfort. Cả hai gắn bó trong công việc suốt hai thập kỷ và dần nảy sinh tình cảm theo thời gian. Họ đã tạo ra các món ăn chứa đầy đam mê, khiến những đầu bếp hàng đầu thế giới phải ngưỡng mộ. Lâm Chí Dĩnh và bà xã Trần Nhược Nhi đang có chuyến du lịch tại Italy. Hai người ghé thăm các địa danh nổi tiếng và đến trường đua F1 của Monza để tham quan. Trong loạt ảnh mới nhất được đăng tải trên Instagram, tay tử dưới đài mặc đồ đua xe, ngồi sau tay lái và thực hiện những đường đua cơ bản dưới sự huấn luyện của tay đua F1 Mark Jean. Cùng đội ngũ chuyên nghiệp, nam diễn viên bày tỏ sự thích thú khi được ngồi vào buồng lái sau thời gian dài dưỡng bệnh vì tai nạn giao thông. Thật vui khi được trở lại. Những hình ảnh mới của Lâm Chí Dĩnh khiến nhiều hâm mộ vui mừng khi ngôi sao 49 tuổi đang phục hồi tốt sau tai nạn nghiêm trọng. Trước đó, tài tử tưởng chừng không thể cầm lái trong tương lai vì bị thương nặng. Hiện nam nghệ sĩ trong quá trình trị liệu để khôi phục hoàn toàn khả năng vận động. Nhân 10 năm thành lập nhóm nhạc toàn cầu, sự kiện chính BTS Festa sẽ được tổ chức tại công viên Sông Hàn ở Seoul vào ngày 17 tháng 6. Đây là một lễ hội mà cả ARMY, cộng đồng fan của BTS và công chúng đều có thể tham gia thưởng thức với khẩu hiệu BTS Presence Everywhere. Dự kiến thành phố Seoul sẽ được nhuộm tím, màu đặc trưng của BTS để tôn vinh nhóm nhạc từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 6. Trang Naver dự đoán người hâm mộ BTS từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến thăm Seoul trước và trong lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm. Các ngành phân phối cũng đang tất bật chuẩn bị để chào đón khách du lịch nước ngoài. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày 29 tháng 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.